Ok bạn ơi. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mồi câu cá, trôi, chép, rô phi. Đơn giản, hiệu quả, dễ làm nha các bạn. Thì cũng rất lâu rồi, mình cũng chưa có ra video ở trên kênh của mình. Và cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có làm một cái video nào để trộn mồi hoàn thiện, hoàn chỉnh, để cho các bạn cùng xem và tham khảo. Các bạn có thể áp dụng thử để trải nghiệm ở tại địa điểm của các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thời tiết chúng ta đang thay đổi, sắp tới mùa mưa rồi, nên hiện tại bây giờ câu cá rất là khó nha các bạn. Mình cũng hy vọng là cái bài mồi này nó sẽ hiệu quả để các bạn câu cá được chóng mớm, được ok, hiệu quả hơn, lên hàng thành công nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ ràng, chi tiết cách làm, cách trộn như thế nào để hoàn chỉnh ra một bài mồi để câu cá trôi, chép, rô phi đừng hiệu quả dễ làm nha các bạn. Ok, đầu tiên các bạn cho mình một cái thao như thế này nha các bạn. Đây, đây là cám cá nha các bạn. Cám cá chiên chép nha, như là 9240 gì đó. Này là chiên chép nha các bạn. Rồi, một bát, một chén như thế này, một chén cám cá chiên chép nha các bạn. Rồi. Còn đây là cám chim, cám trứng, ba vì. Lại có tem nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một gói cám chim như thế này. Một gói cắm chim. Đó. Gói luôn. Đó. Các bạn dùng tay nè, đảo cho cắm cá với lại cắm chim đều với nhau. Các bạn cho, đây là nước nha các bạn. Khi các bạn ra ngoài hồ câu á, các bạn lấy nước tại điểm câu trộn sẽ ok hơn nha. Bạn chế nước vào. Ít thôi. Đó, cho cắm chim nó nở ra. Các bạn dùng tay bạn đảo lên, đảo một tí là cắm chim chúng ta sẽ nở ra là ok. Rồi, sau khi đã xong, còn đây là mồi nền nha các bạn. Ở trong đây có lúa với lại bắp đỏ ngâm 3-4 ngày đó, ngâm không nha các bạn, ngâm sống luôn nha, ngâm cho nó lên mùi chua thối luôn đó. Và khoai lang ủ chua mình đã trộn hết tất cả nguyên liệu vô trong đây rồi, ra một khẩu hộp, một cái mồi nền chuẩn như thế này, một chén nha các bạn. Các bạn cho một chén vô trong khẩu hộp này là ok. Đó, một chén mồi nền. Rồi, khi các bạn đã cho vào xong, các bạn dùng tay đảo mồi nền, cám chim và cám cá chiên chép đều lại với nhau. Đây là một trong những cái mồi mà nó gọi là đơn giản nhất có thể. Mình cũng câu cái mồi này cũng khá là nhiều lần rồi, và tỷ lệ lên cá trôi, cá chép và cá rô phi rất là cao. Các bạn cũng có thể áp dụng thử. Cái mồi này cũng có thể câu đài, câu lục và câu lăng xê đều ok hết nha các bạn. Đó. Nếu mà các bạn câu lục thì các bạn cho nhiều bắp với lại cái thóc ngâm vô là ok. Còn bằng câu đài á thì các bạn đừng cho bắp vào. Đó, đừng cho bắp với lúa vào. Các bạn chỉ lấy nước thôi, phần nước các bạn ủ á, dắt nước ra, cho nước vào thôi, đừng cho cái vào. Đó, và cắm chiên các bạn xin nhuyễn ra để khi các bạn trộn mồi á nó sẽ nhanh hơn, ok hơn. Đó. Để các bạn có mồi bạn câu lẹ hơn. Đó. Cuối cùng là trứng vịt
các bạn cho một cái quả trứng vịt vô đây để tăng lên cái độ tanh của mồi. Cái trứng vịt này để các bạn chống mớm nè, những con cá trôi, cá rô phi và cá chép nó rất thích ăn cái trứng vịt này đó. Nên một khi mà các bạn chọn mồi đi câu, bất kỳ cái mồi nào các bạn cần phải cho trứng vịt này vào đó, và tỷ lệ lên cá từ trứng vịt này rất là cao, các bạn lưu ý. Rồi các bạn đập trứng vịt cho vào. Một quả thôi là ok rồi các bạn, không cần cho nhiều. Các bạn dùng tay các bạn đảo đều lên. Đó. Đảo thật là đều lên. Cái mồi này các bạn trộn xong rồi các bạn câu luôn. Không cần phải ủ qua đêm hay gì cả. Tại vì trong đây nó đã có cái mồi nền ủ chua sẵn rồi. Nên mùi chua rất là đặc biệt rồi, kèm theo các bạn trộn thêm cánh chim và cánh tanh nữa, tăng thêm cái độ hương vị của nó vô nữa, là có ngay hoàn chỉnh ngay một cái mồi gọi là chua tanh. Chua tanh rất là hiệu quả để các bạn câu cá. Câu cá trôi, chép rufi. Mình cũng trải nghiệm cái mồi này mấy lần, rất là nhiều lần, và tỷ lệ lên cá cũng khá là ok. Nên ngày hôm nay mình định mình chia sẻ lại cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo nha. Đó. Và mình sẽ có một cái video test thực tế đối với cái mồi này. Đó. Mình sẽ chọn ở ngay tại cái điểm câu với cái mồi này và câu liền luôn. Câu ngay vào luôn. Còn ngày hôm nay mình làm cái mồi này để chia sẻ trước cho các bạn xem tham khảo, các bạn trải nghiệm trước. Và tới cái lúc đó mình sẽ ra ngoài hồ tự nhiên, mình sẽ chọn ở ngoài đó. Mình sẽ test thực tế ở ngoài đó xem thử coi cái mồi này nó có thật sự hiệu quả với cái hồ tự nhiên hay không, và nó có hiệu quả với lại cá trôi, cá chép và cá rô phi ở ngoài hồ tự nhiên hay không nha các bạn. Mình thì mình thích câu lăng xê thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy lăng xê, mình sẽ bóp mồi cho mấy bạn cùng xem, để cho mấy bạn cùng biết là mình bóp lăng xê như thế nào, và xài dây gì và lưỡi gì và lăng xê gì và như thế nào đó, để các bạn không phải thắc mắc nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn. Thì đây là cái hộp mình hay đựng để mà mình câu lăng xê. Đó. Mình câu 5 cần lăng xê, mình sẽ đựng 5 quả bông lăng xê vô trong cái hộp này như thế này. Cái mở ra cho bạn xem đây. Đây là lăng xê của mình. Đó. Ở trong đây nó có 2 3 loại chì lẫn mà chì 50, chì 40 và chì 70. Đó, thích câu là chì nào thì câu. Mình thì mình dùng lưỡi BKK Cutting Blade size số 7 là bằng size là size số 13 thường nữa các bạn. Bây giờ mình thích săn cá lớn, mình không thích săn cá nhỏ nữa. Mình thích bắt cá thôi, mình thích ăn cá nữa. Mình câu lên, mình ngắm cảnh, quay video mọi người xem rồi mình cuối ngày mình sẽ thả nó đi. Đó. Nếu ngày đó có anh em vui thì mình sẽ để cá lại để có thể anh em thưởng thức. Nếu mà không có ai mình buồn mình sẽ thả hết. Đó. Giờ mình thích cảm giác cá nó kéo cần thôi. Nha các bạn. Đây. Đây là lăng xê của mình. Đây. Bỏ vô trong đây, hôm bữa mình đi về mình nó hơi bừa bộn, nó hơi rắc rối tí. Đây là lưỡi BKK. Lưỡi này rất là cứng, siêu cứng luôn, bao ngoác, dính cả bao sảy luôn, bao dính, rất là bén, sắc bén, rất là nhạy cá. Đây. Đây là cái size số 7 nha các bạn. Size số 7 này bằng cái size số 12 rưỡi 13 thường đó các bạn. Còn dây mình sẽ dùng dây BE. Dây BE có 9 lõi nha các bạn. Còn lăng xê, bơm lăng xê mình sẽ bơm dùng bơm lăng xê inox không rỉ sét nó nha các bạn. Đây. Còn chì mình sẽ dùng chì vuông. Đây, chì 8 cạnh, 4 cạnh như thế này. Đó, xuống nước nó sỏ bị sóng bị đỡ văng chì ra ngoài. Đó. Một cái khóa ở đây để mà cố định giữ cục chì lại đó. Đó. Khi cái ăn cục chì của ta kéo đi nó sẽ chạy đi. Và tỷ lệ nó nặng á, nó sẽ đóng dính cái dính dễ dàng hơn. Đó. Còn xốp á, mình sẽ gắn hai hạt xốp. Đây, cứ một lưỡi như vậy á, mình sẽ gắn hai hạt xốp như thế này. Đây. Đây là cái ủ hạt xốp của mình. Cứ một cái lưỡi câu mình sẽ gắn đi hai cái lưỡi xốp. Mà các bạn lựa cái xốp nào nó cho nó vừa vừa thôi, đừng dùng xốp to quá. Gắn hai lưỡi này vô. Tỷ lệ dính cá sẽ cao hơn. Khi các bạn quăng mồi ra, nếu mà có bể thì nó sẽ bẻ một hạt xốp thôi, sẽ còn hạt xốp kia lại nha các bạn. Hên hên thì còn hai hạt luôn. Đó.
Đó lý do tại sao mình sẽ gắn hai hạt xốp, tại vì tránh tình trạng nó quăng xuống nước nó bị tức tức á, rốt cái đầu xuống nước nè, tức cái nó bể hạt xốp đó, nên mình sẽ phòng ngừa là sẽ gắn hai hạt xốp vô một cái lưỡi câu đó. Sau khi đã gắn xong rồi mình sẽ bóp mồi. Đây các bạn, cái nắng con mồi vừa vừa nhỏ nhỏ như thế này, dễ thương như thế này đó. Đây mồi của ta nó có độ kết dính và nó có độ bung vừa phải nha các bạn, không quá mềm cũng không quá khô, rất dễ nắng mồi. Đây đó, nếu mà các bạn thấy mồi của ta ướt quá thì các bạn có thể cho thêm cám chim xay nhuyễn vào và bóp đều 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 nhẹ đây lên, xong rồi chúng ta câu. Ok, mồi này của mình á, nếu các bạn bóp mềm á có thể ngâm được 1 tiếng rồi, và các bạn mà bóp mà hơi hơi mà cứng cứng á có thể ngâm được 2 tiếng, và các bạn bóp mà cứng á có thể ngâm được 4 tiếng nha các bạn. Đó ok, các bạn cứ ghim lửa vô trong như thế này đó, như vậy là ok. Mình câu 4 lửa thôi chứ không câu nhiều đó, đó đơn giản vậy thôi đó. Như vậy là xong rồi các bạn, chỉ cần bóp mồi vậy, bóp mồi xuống và đợi chờ cá ăn thôi. Chúc các bạn câu thật nhiều cá, điều chỉnh cái mồi này của mình. Ok, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cái đam mê của cá mình nha các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.